Tự thực hiện thủ tục đăng ký mở công ty ra sao? Sau khi đã có ý tưởng kinh doanh cũng như chuẩn bị cho việc vận hành công ty thì bạn cần làm những việc sau. Thứ nhất, chuẩn bị hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Tùy từng loại hình doanh nghiệp mà bạn sẽ chọn một số giấy tờ dưới đây để nộp, đó là giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, điều lệ công ty, danh sách thành viên, cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài. Giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ doanh nghiệp tư nhân, của các thành viên công ty, của các cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân. Quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền. Giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức. Thứ hai, nộp hồ sơ cho cơ quan nhà nước nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp qua mạng điện tử bằng việc sử dụng chữ ký số công cộng hoặc sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sử dụng đơn vị dịch vụ để mở công ty ra sao việc thành lập doanh nghiệp không nhất thiết bạn phải tự thực hiện mà có thể ủy quyền cho một cá nhân một đơn vị nào đó thực hiện thủ tục đăng ký thành lập công ty với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thay bạn người được ủy quyền có thể nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng hoặc sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp việc sử dụng dịch vụ thành lập công ty sẽ khiến cho tiến độ mở doanh nghiệp diễn ra nhanh và hiệu quả hơn bởi quá trình này sẽ được thực hiện bởi những chuyên viên am hiểu và dạy dặn kinh nghiệm bên cạnh đó thì bạn sẽ được tư vấn giải đáp mọi thắc mắc liên quan như lựa chọn loại hình phù hợp cách đặt tên đúng theo quy định lựa chọn ngành nghề phù hợp đăng ký vốn điều lệ như thế nào cho hợp lệ tư vấn hỗ trợ tất cả các thủ tục về khai thuế ban đầu in hóa đơn thông báo phát hành hóa đơn cách ghi hóa đơn cách tính thuế tư vấn và giải đáp thắc mắc liên quan luật và thuế mọi lúc tận nơi và suốt quá trình doanh nghiệp hoạt động sau khi thành lập công ty thì cần phải làm gì những công việc cần phải làm sau khi có giấy phép kinh doanh là Hoàn tất thủ tục khắc dấu tròn công ty và thông báo mẫu dấu lên cổng thông tin quốc gia Treo bản hiệu công ty tại trụ sở chính của doanh nghiệp Hoàn tất thủ tục khai thuế ban đầu tại chi cục thuế nơi công ty đặt trụ sở chính Đặt tô cần, chữ ký số khai thuế qua mạng Mở tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp Đóng thuế môn bài cho doanh nghiệp Hoàn tất thủ tục xin đặt in hóa đơn Đặt in hóa đơn và phát hành hóa đơn giá trị gia tăng trên đây là các nội dung tư vấn về thành lập doanh nghiệp mới trường hợp quý khách có thắc mắc hoặc cần tư vấn cụ thể hãy liên hệ phan lo việt nam theo thông tin sau đây